Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Trường Star. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục solo một cái trận khá là kinh điển anh em ơi. Đó là cái trận giữa Joker và Ngộ Không. Thì không biết là hai con này ai ăn được nhau thì anh em cùng xem clip của mình. Rồi thì ngày mới mình cũng chúc tất cả anh em có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha. Và đừng quên ủng hộ mình tí nha. Đó thì mình cũng năn nỉ anh em luôn. Rồi ok thì mình sẽ lên cái món gì nhỉ? Thương xuyên phá đầu tiên anh em ạ. Đây thì ok. Không biết là có ăn được Ngộ Không không anh em ạ. Ngộ Không thì cái map solo này nó ăn được cả Gidu anh em ạ. Nó một nện là một mạng đấy. Đó ok thì mình cứ farm bình thường thôi. Ôi giời vãi trưởng này, mình đã thấy nghi rồi. Khí đan anh tăng hình anh đến anh quật mình. Ok. Làm sao cái ông này. Tôi có miên thương cơ mà ông. Chúng này ok. Cái chiều 2 của con này, chiều 1 của con này bắn rất là nâu. Cho nên tung skin rễ xịt nữa nha. Anh em phải căn chuẩn. Đó rồi, ok mình farm lấy tiền ha. Ok hi rồi. Làm sao. Thôi bạn ơi. Trúng chưa, ok chưa trúng. Thôi mình sẽ về thôi. Không từ từ đã. Mình đứng mình cấu rỉa cũng được. Ok. Nửa ăn cái cục máu kia cũng được. Đây. Ok, ăn được cục máu rồi. Phê quá đi. Trúng luôn này. Úi giời ơi. Phê quá. Cái kèo này cũng căng này em nha. Bởi vì Ngộ Không nó cũng đau lắm. Mà không biết đâu được. Bởi vì Joker nó đau. Nó bắn chí mạng thốn lắm. Và nó có cái có cái chiêu 2 miễn thương nữa. Cho nên không sợ Ngộ Không đâu. Ok thì rồi, mình đã ăn một mạng đầu tiên. Rồi, như vậy là bao giờ cũng vậy. Cứ mực mạng đầu tiên là bắt đầu vui đã. Bắt đầu vỗ phấn khởi đấy anh em ạ. Ôi giời ơi. Ok thì món tiếp theo mình sẽ lên cái phức hợp kiếm nhá. Để mình bắn cho cái to chim cái thằng lão tôn này lên. Thằng lão tôn này, đó. Nó ăn mình này. Băng trụ này con. Ulti luôn này. Đó. Ui giời đau chưa này. Ui giời ơi kìa. Một bắn nữa. Ui giời ơi nó chạy nhanh quá. Không thể tin nổi. Kèo này căng quá anh em ạ. Ulti luôn này. Ok như trúng Ngộ Không rồi đấy. Ôi tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Tôi không làm gì nữa. Ok. Ok. Ông Ngộ Không này. Mày quá, tí nữa thì sấp mặt anh em ạ. Thôi mình về cái đã. Ok thì bạn đã lên được một cái thanh kiếm và một cái đôi giày. À một cái giày. Để bạn chạy cho nó bon. Tí nữa mình bắn cho lát đít luôn. Ok. Một phát này ok. Làm sao, thanh niên làm sao. Làm sao, không biết cắt trúng chưa. Hình như chưa. Con này chiêu 1 của nó hồi liên tục cho nên mình cứ được bắn anh em ạ. Cứ vậy mà tương rồi. Đó, tương tiếp này. Úi giời, một phát mà chết hết lính. Ok, nên được cái phức hợp kiếm rồi. Làm sao. Thanh niên ulti luôn này. Ulti này. Làm sao. Ok. Vãi trưởng, bạn tính chạy đằng rời. Ok, 2-0 anh em ơi. Phấn khởi quá cơ. Như vậy là mình sẽ cố gắng mình hành mà bạn Ngộ Không không ngóc đầu lên được. Ok. Giày à? Giày hộ vệ không? Mình sẽ không nên giày hộ vệ nha. Ok, mình sẽ phá cái chỗ này rồi mình để mình đánh nhau cho nó sung em ạ. Làm sao? Giời ơi, ông Ngộ Không ông đánh núp nùm kinh quá cơ. Thôi em xin lỗi anh ơi. Em xin lỗi rồi. Một ulti nữa kìa anh em ơi. Anh nhìn Ngộ Không một ulti nữa. Thôi về. Về thôi. Ok thanh niên lên tốc độ đánh làm gì em ạ. Mình cũng chả hiểu. Ok món tiếp theo mình sẽ lên cái thanh kiếm. Bắn chí mạng cho nó đau.
Như vậy là lão Tôn gặp ở chàng hè Joker. Sợ thật. 72 phép thần thông đâu? Đúng rồi, tàng hình, đúng rồi. Hay lắm, hay lắm. Và anh đã Joker thì chả có cái gì ngoài cái chơi chiêu trò bịp bợ mình không ạ. Còn Ngộ Không thì 72 phép biến hóa. Đấy, trúng không, trúng không? Trúng không, trời ơi. Vãi xít. Một bắn mà chết hết đường đính anh em ạ. Phê thật. Phê vãi trưởng luôn ý. Thanh niên ngáo đá này. Thanh niên trúng không đây? Hình như sượt rồi ấy. Sượt rồi, trúng rồi. Ok, ulti luôn này. Bạn ngáo rồi bạn ơi. Chết chưa? Ngáo đá. Joker bật luôn cả Ngộ Không anh em ạ. Ok, món tiếp theo này nên kiếm Muramasa. Bắn cho nó rát. Bắn cho nó chạy cong đít luôn ý. Ngộ Không à? Ngộ Không thì vào đây. Đập hết. Một bắn này. Làm sao? Ok. Làm sao? Ok, nên cái kiếm Muramasa rồi. Cái tầm cỡ này bắn rất là đau luôn. Không biết thanh niên Ngộ Không nên cái gì mà này, có cái khiên kia. Thanh niên lên tanh thì chỉ có sấp mặt thôi, chứ không ăn được đâu. May ra nên đam còn ăn được. Ok, món tiếp theo mình sẽ lên cái nanh. Thanh niên ảo tưởng này. Một bắn này. Ảo tưởng này đi. Ok, 5-0 rồi. Và thanh niên sấp mặt rồi, không ăn được, không bật lại được với Joker rồi. Joker có khi mẹ nó trùm map solo anh em ạ. Sợ thật. Mình sẽ đợi bạn lên đây rồi mình bắn tiếp, chứ mình không muốn kết thúc game vội. Mình kết thúc game vội thì chắc là win no rồi. À, thanh niên đó, miễn thương mà, miễn nhiễm sát thương rất là phê. Được 1 hay 2 giây em ạ. 1 giây. Làm sao thanh niên. Ô kìa thanh niên kìa. Ôi, ảo tưởng. Khổ thanh niên Ngộ Không quá. Cứ lên là chết đi em ạ. Phải. Ok, chơi vài mạng với bạn nữa thì mình sẽ kết thúc game rồi. Clip cũng dài phết rồi. Bạn này đánh cũng hơi gà tí. Bạn nên đổ sai anh em ạ. Thua chưa? Một bắn này. Ảo tưởng này. Ok, ra đi. Thần thánh rồi. Làm độ tầm chục mạng cho nó tròn anh em ạ. Đùa đâu, Ngộ Không có đủ không đủ tuổi để ăn Joker luôn, mình nói thật luôn. Ngộ Không không đủ tuổi. Ngộ Không phải nên cái niềm đoạt mệnh nữa. Né cái ulti. Ok. Đây, thanh niên lên rồi. Tưởng thanh niên dỗi AFK chứ. Một bắn này, trời ơi thanh niên này, ulti luôn này. Một bắn này, chạy về gấp anh em ạ. Ui, vãi trưởng, con này hồi ulti rất là nhanh. Cái bom khói của con Joker này hồi rất là nhanh luôn. Đánh mày khỏi chê nữa. Có mà bố Ngộ Không vào đây cũng chết anh em ạ. Mà Ngộ Không thì nằm đéo gì có bố. Ngộ Không hình như không có bố anh em ạ. Nó đẻ ra từ một cái hòn đá, đúng không? Hòn đá cổ. Nó nổ. Chứ làm gì có bố. Một bắn này, trời ơi. Anh em có thể thấy mẹ hồi liên tục luôn. Ngộ Không này, không dám ra luôn, bắn liên tục. Đó, anh em thấy chưa? Úi giời ơi, một bắn nữa gần chết kìa.
Đó, mình đứng đây mình chặn luôn cho Ngộ Không hết ra luôn anh em ạ. Đây này, Ngộ Không này. Đó, sấp mặt luôn. Đúng là con này trùm map solo rồi anh em ạ. Thật là phê quá đi mà. Bạn thì cũng gần full đồ rồi đấy mà đánh mình không tiếp cận này được mình luôn. Bởi vì giao cơ nó quá bá đạo luôn. Cứ ra là nó bắn. Ok ok. Ăn tiếp này. Đâu rồi, công vật lý 1000 luôn. Máu có 6000 thôi nhưng mà công vật lý 1000. Bắn cũng phải được 2000 đam anh em ạ. Một bắn này. Ôi thanh niên, thanh niên. Thanh niên ảo tưởng. Thôi xong rồi. Thôi mình sẽ đứng đây mình đợi tiếp. Ulti của con này hồ rất là nhanh cho nên cứ đứng đây mà chơi thôi. Việc gì phải về anh em ạ. Đó, thanh niên ra đây. Trời ơi, Ngộ Không đâu. Hay quá, ra đây rồi. Ra đây này. Một bắn này. Ôi, thanh niên ảo tưởng rồi. Ui, sẽ chết luôn, chí mạng. Ôi, vãi trưởng. Ok, cả địch đầu hàng rồi. Ok, thì cảm ơn anh em xem clip của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe của mình nha. Ồ, anh em thì biết rồi, Joker chiến thắng. Ok, và chào anh em. Bye bye anh em nha.